Lò của anh em mình đã xong rồi nhá. Bây giờ anh em mình sẽ test chiếc lò này bằng một con vịt với một con gà. Chuyên mục gọi là chén chén. Sẽ nướng nướng bằng chiếc lò gọi là lò cây chuối nhá mọi người nhá. Không biết là lò có hoạt động hiệu quả không. Anh ước từ đây là xé mồm. Xé gì? Bình thường. Cái đấy. Úi xà. Ngon chưa, ngon chưa? Đá hết luôn anh ơi. Ui. Đổ hết luôn. Trời. Thế nữa em thích đá có con vịt này. Ngon. Cực kỳ tuyệt vời nha mọi người nha. Ui anh ướp đến đây trong tí nữa là uống á. Không khác gì trong khói nhỉ. Không khói nhỉ. Ngon hơn nhiều. Ướp cay ướp đỏ này. Đó. Ui nhìn thằng gà. Mình rất là thích ăn gà công nghiệp nướng nha mọi người nhé, tại vì nó mềm. Hoặc là rang gừng ấy, ăn luôn. Rang gừng thì ăn cơm thôi. Đúng thì chẳng ăn cơm. Được rồi chưa? Nhét vào đít nữa. Các cây đều mới, các cây mới in China. Ơi, rang cây này không biết là của China làm gì. Lên lò. Lên lò. Đấy. Sẽ nướng một con ở tầng dưới. Ui, con này thấp quá không? Không, anh để con này nó dày mà. Mọi người biết lợi ích của cái khe này không ấy? Ngồi đây để xoay nó nhá. Đấy. Vừa thông gió lại còn vừa đấy. Đấy, bây giờ con này nữa. Con này. Kê luôn anh ơi. Con này thì đặt thế nào nhỉ? Đấy, nào từ từ. Chỉnh hình đã. Cái cổ nó mẹo. Nằm im đây. Dạ. Em thích ăn cái con vịt này hơn này. Quả đùi mình thích rồi. Con này. Con này à? Chắc có lỗ rồi. Đấy. Ok. Đấy, cứ xoay đi. Quay. Còn con vịt này mình sẽ để mép này một chút nhé. Để cho nó chín dần, không tập trung than vào nó. Đấy, bây giờ sẽ úp nó lại. Bây giờ úp lại chỉ ngồi xoay ngoài thôi. Đấy, lò này nghe có vẻ ổn đấy mọi người ạ. Tiện lợi đấy anh nhỉ. Đó. Không thể thoát hơi đi đâu được. Đó. Ok chưa? Ok luôn anh ơi. Quay đây. Ở trong tí nữa nhiệt độ nó sẽ khoảng tầm không biết bao nhiêu nhưng mà kinh khủng mọi người. Tại vì rất là kín nhá. Anh ơi cho cái que vào đây cho mình xoay thuyền. Mọi người thấy chiếc lò của anh em mình hoạt động hiệu quả không? Đây cho mọi người xem là... Anh ơi cho em mở, em nhìn thấy chảy mỡ chiều chiều à. Nóng quá. Úi dồi. Úi. Ơi tí đã vàng khe rồi nhỉ. Hơi nóng của nó kinh điển chưa? Đấy. Úi cháy này. Ngon đấy, không phải chẳng vừa đâu. Con này phải cho cao lên tí nữa. Đây, tầm đây em ơi. Nhấc cao lên, kê cái này xuống dưới. Đấy. Đấy, tầm đây. À phải cho nó cao lên không là cháy mọi người ạ. Anh cơi cái gì vào đi. À không, cứ quay đều. Quay đều là nó ngon hết mà. Quay đều. Anh ơi, sức nóng của nó quá khủng khiếp thế nên là anh em mình đành phải cho đấy ra ngoài với lại nướng từng con một mọi người ạ. Con gà đã chín rồi nhá. Chín hết rồi. Bây giờ anh em mình sẽ tiến hành chiến đấu. Nào, mày bê được con vịt không? Em bê được con gà. Em mày, bê gà không? Mày bê nào được con gà? Ừ? Mày bê nào được con gà? Thế thì em bê con vịt. Nào, đỡ hộ. Rồi, nào đây. Đi. Đi. Wow. Bây giờ là để thưởng thức mọi người ạ. Mùa trên này nó mới mát mẻ này. Ui, anh em phải đạp cái cánh. Mày ăn cái gì? Em ăn cái cánh á. Đây. Em tung bóng không? Ui, không cần phải... Không cần phải kéo. Ui. Ngon chưa mày ơi, nhìn này. Ui, xoay. Làm trên TikTok. À, cực kỳ ngon nhé mọi người nhá. Nhìn đến đây là mới hấp dẫn như. Nếm thử xem nào. Ok không? Nước ướp ok không? Ngon. Ngon không? Tuyệt vời không? Ngon ngọt đấy. Cái cây. Mình cũng sẽ thử một miếng. Ui. Ngon. Cho lớp miếng. Dịch. Dịch kìa.
Đấy, mình sẽ thử xem nó chín chín hết chưa nhé mọi người nhá. Ngon lắm. Ui. À. Wow, chín 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 tới luôn, chín ngon luôn. Ui. Nhưng mà mình ngon đấy anh ơi. Máu đệ thử gà rồi, mình sẽ thử vịt trước. Đấy. Đấy. Ui nhìn. Ui, này khác gì vịt quay Bắc Kinh không mọi người? Anh thả cái đùi cho hấp dẫn. Đây này. Ui cái nước nó. Ui. Trời ơi. Ngon đấy. Ui, vừa chín tới nữa cơ. Mình lại thích đỏ đỏ thế này, mới sợ. Mới ngon này. Wow. Ui. Bằng mắt quá. Mời mọi người nhá. Ngon lắm mọi người ạ. Rất ngọt rồi. Cái này nhá, nó vừa quá vừa là vị, không phải chấm cái gì nữa mọi người. Ngon. Anh làm nước chốt này nó đẳng cấp ấy. Thương. Đâu sút cánh à? Ăn được cả xương không? Không nuốt được cả xương chứ không xương này cũng vào việc đấy. Ui tí nghẹn ăn phần to. Đấy. Mày à ăn phần nào nữa? Tao cứ rồi. Thôi. Miếng này đấy. Ui chín. Ui chín ngon chưa? Ừ, ngon nhỉ. Wow. Anh tạc cho em một đoạn này với. Cái đoạn hông nó này. Ngon chưa? Hông ấy, hông hông. Đấy. Ui. Lại là mỡ. Không sợ, đấy. Không sợ đâu. Lấy không? Không. Ui ôi. Ui, thịt cầm ngon đi, cầm đi. Mỏng đấy. Mỏng đấy. Cắt mỏng thôi. Rồi. Ui, cha cha. Mọi người thấy hấp dẫn chưa? Ui da, ui da, ui da, 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 da. Bỏng, bỏng, bỏng. Bỏng. Cái phần này là phần gần phao câu. Trông nó đẹp, ngon không? Này. Đấy, thấy chưa? Phần gần phao câu nó rất là... Đấy, nó rất là béo nhá. Đó. Rất là béo. Béo, béo. Mỗi khi mình ăn gà mình hay cuốn rau lắm, nhưng mà hôm nay ăn gia vị này nha, không bị ngấy nha, ăn nó ngon lắm nha mọi người nha. Ăn chân da này. Này anh thử miếng vịt không? Vịt chín tới này. Da nó ngấm, da vị ngấm. Này, vịt chín tới này. Ăn miếng. Đó. Ngon quá. Vịt chín tới này ăn cực kỳ ngọt nha mọi người nha. À, cầm. Đấy, đấy, thấy chưa? Thấy đỏ đỏ chưa? Ui. Này, nhưng mà chín rồi nha. Mọi người thấy quả bếp lò của anh em thế nào? Anh em mình thế nào? Hiệu quả không? Bếp lò của anh em mình gọi là bếp lò thiên nhiên. Đấy, bếp lò từ thiên nhiên. Từ bút chuối. Đáng nhẽ lắm. Bếp lò này phải có chí phèo nữa thì ổn. Tại vì anh em mình chặt hết bụi chuối của chí phèo rồi. Giống thịt cua hoàng đế. Trắng như này, trắng như ngọc trinh. Trắng muốt. Mình thì không không thích ăn thịt ức lắm, tại vì nó nạc quá. Ôi. Nó nạc quá. Nhưng mà mình cứ thử làm miếng này. Ăn mừng da anh ơi. Da nó ngấm gia vị. Ôi. Ngon kinh luôn. Tuyệt quá, tuyệt vời luôn. Da nó thì da. Hôm nay hôm nay anh nướng món gà với cái con gà trắng này đẳng cấp luôn này. Hôm nay test bếp lò thành công nha mọi người nhá. Tuyệt vời. Ui, ui, xoay xoay. Ui, xong hết nước, rơi hết nước. Ừ, nó lên. Xoay cái kia kìa, đấy, 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 thấy chưa? Đang hết nước quên. Đáng lẽ phải có cái ly. Đó, ít bia rượu mọi người. Mọi người không nên uống bia rượu nhiều, hại sức khỏe lắm. Có cô khan.
chuyển sang Coca-Cola. Để tách cho anh cái đầu. Tách đầu á? Nhất thật, người ít. Ăn mỡ mà. Đấy. Đầu này chỉ cần vặn này là xong. Đấy. Ui xa. Anh ơi, anh mở vặn được hộp sọ nó luôn. Mềm luôn nhá. Mềm. Tại sao mình thích ăn gà công nghiệp nướng hơn là gà ta? Gà ta thì nó kiểu ngon, nó khác. Còn gà công nghiệp nó mềm. Nó cả một bầu trời ký ức. Hiểu không? Mọi người hiểu không? Mày hiểu không? Ký ức cái gì? Tại vì ngày xưa ngày trước không có gà ta thì chả ăn gà công nghiệp. Nhưng mà nó ngon, nó chẳng thích ăn, nó mềm. Không phải, ý tao không phải như thế. Mà ý mình là ngày xưa xem phim á, mọi người có hay thấy bọn nó ăn gà công nghiệp mà cả con cả cầm cái đùi không? Gà xé một phát, quặm phôi một phát đùi. Ngày đấy mình áo ước kinh điển luôn. Ôi thôi á. Xem nha, người ta cầm cái đùi như này này. Kiểu xem phim kiếm hiệp ấy. Cầm cái đùi mày tách phát còn môi trường. Không, thì cứ tưởng tượng đấy là nó to lắm đi. To này. Nó to nhưng mà mày tách còn cái gì nữa đâu. Xong rồi bắt đầu nha. Thế là xem đang đó buổi chiều nó đó. Là xem phim. Người ta rán khao khát thịt gà nướng, rán phông phông lên đấy. Cắn. Bụng trơn trơn. Ngon rồi. Ăn cũng cả khô ngon lúc đấy. Mà để nó kể như kiểu tiểu thuyết. Ngon. Ngày trước học văn được mấy phẩy? Mấy phẩy gì? Này là lớp. À quên, nó không tính phẩy. Văn này nó không tính phẩy. Ôi. Thì nói chuyện đến ngày xưa thì đúng là năm lớp 6. Tầm cái thời 2003. Nhà thì không có gì ăn mấy á. Đi xuống nhà bác. Đi xuống nhà bác mua khoảng tầm 2 lạng thịt. Bác mua 2 lạng thịt đấy. Anh kể cái đấy giờ. Trời, mình cảm giác nó gọi là giàu thế. Nó gọi là sàng thế. Nó gọi là mình gọi là kiểu như là lần đầu, không phải lần đầu tiên được ăn thịt, mà tức là bữa cơm bình thường là không được ăn thịt, mà phải nhà có cỗ hay thế nào mới có thịt ấy. Từ hôm đấy xuống nhà bác mua một cục thịt, ui nạt, ui không thể quên được. Ngày xưa mình cứ thấy Hồng Thất Công, bạn biết lại kể chuyện của Hồng Thất Công, mọi người biết Hồng Thất Công không? Em xem phim Trung Quốc, múa võ cung phu, đánh cái gãy một hang chê, xong bắt đầu quay đi quay lại, quả ra con gà công nghiệp. Đánh trưởng để bắt con gà công nghiệp ấy. Bảo là gà rừng, nhưng mà nhìn vẫn ngon nhỉ. Nướng ăn rất dơ. Mình nghiện món gà từ ngày Hồng Thất Công hay cầm cả con gà trong phim ấy. Là bây giờ ước mơ của mình mới thành hiện thực nhỉ. Nhìn anh giống Hồng Thất Công vậy đấy. Nhìn gầy gầy mà dễ chín chắn. Đây, kiểu như thế này. Em bị ăn miếng da. Xem anh dạng thế nhìn xót ruột. Dạ, to quá. Gia vị lắm. Tuyệt vời luôn. Đại khái món này 9,5 điểm đấy mọi người nhá. Và chiếc lò của người anh em mình ấy là đạt 10 điểm. Đạt tiêu chuẩn ISO 2021 luôn. Là thế nào? Tiêu chuẩn là an toàn bảo vệ thiên nhiên này. Nấu ăn hiệu quả này. Về kinh phí thì không phải đầu tư gì này, chỉ lên hàng xóm mà bác ơi, cây chuối này nhà bác chặt buồng chưa? Chặt buồng chưa? Đấy. Nếu mà chưa chặt buồng thì thôi chặt bỏ đi, nó ra buồng đâu mà chặt bỏ. Còn nếu mà có buồng rồi thì cũng chặt đi để hạ buồng xuống mà giấm. Đấy, thế là xin được cây chuối về. Đại khái là ok nha mọi người nhá. Món này hoàn hảo. Hoàn hảo. Thành công quá mọi người ạ. Ngon. Em khô.
ăn món gà mà quên món vịt. Em nghiện món gà hơn. Món vịt như là món gà. Món gà nó mềm ra. Dài chứ. Vịt nó dài mà.